Thưa quý vị, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến về tổng kết 9 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì điểm cầu Ban Kinh tế Trung ương. Dự điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Sau 9 năm thực hiện nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai và 8 năm thi hành luật đất đai năm 2013, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả tích cực. Việc xây dựng và ban hành chính sách quản lý đất đai thuộc thẩm quyền cơ bản được hoàn thiện, góp phần tạo cơ sở pháp lý để khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện một cách đồng bộ. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực đất đai đạt được nhiều tiến bộ. Bên cạnh việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thiếu sót, Đà Nẵng cũng đúc rút một số kinh nghiệm tốt từ thực tiễn, đó là việc bám sát và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách và có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và đúng pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đà Nẵng trong thực hiện nghị quyết 19, đặc biệt là đã có nhiều mô hình, cách làm và những giải pháp hay và sáng tạo để khai thác nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển thành phố. Vai trò của nguồn lực đất đai đã được coi trọng, tổ chức thực hiện khai thác mang lại những động lực cho phát triển của thành phố, từng bước khẳng định được vai trò trung tâm của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế của miền Trung Tây Nguyên cũng như của cả nước. Các kiến nghị cụ thể của Đà Nẵng cũng đã được ghi nhận để xem xét có hướng tháo gỡ.